Rồi con nói này, mọi người ơi, mọi người xem thị màu của mẹ nhá. Mọi người hãy xem cá voi sắp ngủ nhá. Mọi người ơi, mọi người hãy xem cá voi sắp ngủ nhá. Chứ là nó hài đúng mẹ rồi. Đẹp như anh Đức vậy. Từ bà cả hai đứa đang cống đến nhau luôn đi em. Đi. Anh gã Đức. Xin đừng nhường sự may mắn lại cho người khác. Quả mồm há luôn. Thương gia. Cái mồm mà hạng thương gia là sao? Mồm hạng thương gia. Ê, cái mồm hạng phổ thông là mồm gì? Đúng rồi, để nói luôn á. À, mồm hạng phổ thông. Phổ thông là hạng như anh Đức. Nhưng mà lần đầu tiên em ngồi cùng anh Thành. Ừ. Là em thắng. Ừ. Lần thứ hai em ngồi với anh Giang là em thua. Ừ. Nhưng mà nhỡ đâu hôm nay Hòa, hôm nay em không có sự lựa chọn đâu. Hôm nay bắt buộc em phải ngồi đây là em không có sự lựa chọn. Ai biết đâu. Rồi em biết sự yêu thích của anh Thành dành cho Eric rồi. Trấn Thành khỏi Trấn Thành. Đúng rồi. Harry Won kể là Trấn Thành là đi toilet cũng nghe nhạc Eric, phòng khách cũng nghe nhạc Eric, vô phòng ngủ cũng nghe nhạc Eric, làm nghe nhạc mỗi ngày. Anh ấy sáng tác bao nhiêu bài cũng gửi cho Eric hết. À, Thành có sáng tác nhạc riêng gửi cho Eric nữa hả? Có anh. Nhưng mà chỉ là Eric chưa hát thôi. Em chưa hát hay là em không muốn hát? Còn em bị đòi lại bài. À, bị đòi. Để em kể. Đây. Sao? Có một bữa em sáng tác, cái ngồi mình suy nghĩ. Em đang viết, em thấy hay quá. Ôi trời, tự viết xong tự thấy hay. Đúng quá rồi. Luôn. Anh hỏi đi, anh hỏi ai không? Anh hỏi ai không? Thì làm sao bây giờ em nói không được? Hỏi sao em trả lời? Không phải. Cái xong cái em nói là cái này mà đưa Eric hát là vô nè. Cái bữa đi hai anh em đưa Eric nghe. Dính nè. Dính nha. Xong em làm bản nhạc phối luôn. Phối xong cái về nghe nhạc demo hay quá. Bà Harry Won bà cướp rồi. Tức là giàu sao bên kia cũng quyền lực hơn phải không? Chứ bây giờ em dám nói không? Ừ, đó. Em điện Eric nói em ơi thôi để anh đền em bài khác. Rồi đền chưa? Vậy tại sao không mời Eric hát chung với lại Harry Won? Thì biết đâu. Ừ. Wow. Biết đâu thiệt á chứ. Biết đâu. Ok mình chờ đi. Em thiết nghĩ là anh mở lớp MC đi anh Nghĩa cho em đi học. Sao vậy? Chứ em thấy giờ MC người ta đi làm sáng tác rồi. Em nghĩ sắp thất nghiệp rồi. Cướp chỉ cần. Đúng vậy. Thì đợi khi bài ra rồi các bạn coi có nó hay hay không. Chứ viết vậy thôi chứ biết hay hay không mà tỉ nảnh. Ủa tự em. Em cũng tự khen bài của em xong rồi em nói vậy. Em mà chủ quan em thấy bài của em hay. Em đâu bắt ai thấy bài em hay đâu. Nói nào nghe thì ở góc độ chuyên môn thì đây sáng tác cũng được. Cũng hay đó. Cũng được đúng không? Khen vậy được không? Được không? Ôi chương chương. Ôi hương mà. Bây giờ giận người ta đừng có khóc, giận người ta nói về chuyện tình cảm. Anh nhưng mà cho em hỏi là cái nghề ở trong đó với cái nghề ở đây nó giống nhau gì không? Em ơi em đừng tin em ơi. À không không hả? Không hả? Em tham gia lần thứ 3 rồi mà Eric. Nhưng mà quên nhưng mà có ngon không? Muốn quánh nó thiệt chứ mà thương nó mà muốn quánh nó liền á chứ. À không không, em bảo là nó liên quan gì đến cái nghề ở đây này nè. Không cần biết em ạ. Không cần. Anh biết sao không? Eric nó hay lắm anh. Eric nó giống như là anh có giác quan thứ 6. Nãy giờ em với là Nguyễn Hồng Thận là nói là số 6, số 7 biểu bắt đi. Mình bắt đi đặng đi tới cuối chương trình cho nó kịch tính đúng không? Mới giao luật mới năm nay mình phải chơi chứ. Thế nhưng em nói điều linh thiêng mà đã xảy ra với em đi. Em lại có linh cảm một người khác. Người nào? Sao Eric nói rất đơn giản mà anh Thành làm hùng hồ. Trời ơi. Sao mà tôi đẩy lên nó cao trào. Tới đó người ta tôi bị nghĩ nó nói ra một cái chuyện gì để nó cho người ta thấy sự linh thiêng về mặt cảm xúc của nó, cảm giác bây của giờ nó. Bây giờ nói này em cảm giác như là một lúc nữa em hát về bạn này sẽ hay. Đó là em cảm giác bạn số 2 hát về em sẽ được. Tự nhiên nó cảm giác gì anh thấy ghê không? Bữa nay riêng nó mặc áo, nó mượn áo của ba tôi hay sao mà sao rộng dữ vậy? Phải style K-pop bây giờ ta mặc vậy đó. K-pop mà. Tại lẽ cái áo này là của tôi đi diễn hài. Áo này là mới của style Eric nè. Cái sáng nó đổi. Nó giỡn thôi, nhìn cưng đúng không? Phải skinny mới mặc được mấy cái này. Chứ cỡ bụng như Đức đâu mặc được. Đừng nhắc về vấn đề bụng. Hòa mình riêng nên ốm dữ rồi. Đúng rồi á, ốm quá con ơi. Ốm quá luôn. Thì ốm xinh chứ. Ốm xinh chứ. Đẹp như anh Đức vậy. Từ bao giờ anh Đức trở thành cái chuẩn mực của cái đẹp vậy em? Em chính là người mà anh Đức mang ra để so sánh đây. Em không thể để người khác xúc phạm nhan sắc của anh được nữa. Nó nghe nè, hai đứa đang cống đến nhau luôn đi em. Đi. Anh gã anh Đức. Em thì có rồi, em xin đừng nhường sự may mắn lại cho người khác.
Trời ơi, con bé nó từ chối trong một cái cảm giác, cái tâm trạng mà hớt hải, hoảng sợ đó. Em biết không, là em đã gả anh Đức hơn 7.000 chương trình, không ai giận. Không ai giận. Em tưởng con quà nó ra nó khen, tụi em mừng muốn chết. Ai ngờ cái nó đẩy luôn à, cái thứ gì đâu à. Tổn thương quá đi. Thật sự thì cái vấn đề đó mình chỉ nói vui thôi, chứ anh Thành sắp bỏ mối Đức ở chợ Bến Thành rồi. Yên tâm đi. Cái đợt đấy là một cái ngày đẹp trời, em tham gia chương trình cùng với anh Đức. Anh Đức, chính là anh em mình. Anh ra đây. Hai năm trước. Nó đang kể câu chuyện năm nào vậy Thành? 2 năm trước. Chương trình gì? Chương trình, một chương trình không phải của Đền Quân nên em không nói tên được. Nhưng mà là một chương trình mà em đã thể hiện sự duyên dáng cùng nhau. Rất duyên dáng. Rất duyên dáng đúng không anh? Đúng, anh. Xong rồi em nhận được sự khen ngợi nhiều nhất là của anh Trấn Thành. Đúng, và anh Trấn Thành còn mời em là hãy đến show kỷ niệm hài của anh để tham gia nhé, anh rất là yêu thích em. Và cuối cùng, hãy đến, và cuối cùng là 2 năm sau em vẫn đứng ở đây. Chỉ có anh là anh nói, lúc nãy Trấn Thành nói là Trấn Thành thần tượng Eric, còn anh luôn luôn thần tượng quý mến em. Em luôn thần tượng anh. Đúng rồi. Anh là đẹp nhất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe một câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì sao? Là không có thật. Cái người mà nuôi chó với nuôi mèo thì thường là những người rất là thơ mộng, có lẽ sẽ có một cái giọng hát mà nó nhẹ nhàng tình cảm, cũng có thể là như à thế. À không em. Ừ. Thế thì lý luận của em anh ấy bảo không. Bây giờ ta lý luận lại cho người ta nói. Bây giờ này. Bây giờ anh lý luận lại, em có quyền bảo anh không? Đấy. Không. Theo anh, kinh nghiệm của gia đình anh lý luận xong gì rồi em không? Anh có lý luận gì đâu mà em bảo không? Không. Vẫn không. Thì không lý luận nữa. Em thấy là dáng chị này massage hơi kỳ này. Sao? Vì sao? Thấy là dáng massage đúng là phải thế nào? Như này massage là như nào? Như này massage là như nào? Cái dáng này chị vừa massage thì thấy sao? Eric, em mới được eo dáng của em mới kỳ. Chị vừa massage thì em mới đưa cái chảo cho mà Trấn Thành. Em vừa đẩy vào. Em vừa đẩy tất cả vào mặt anh. Em dần lên, dần lên. Tại vì cũng thông cảm cho Eric đi. Thôi thà một mình Trấn Thành hứng cái chảo đó còn đỡ hơn, giờ riết nó quay lại nguyên cho nhóm khán giả để hứng hết. Không, nhưng mà nó đi vào cự ly gần anh ạ, nó đập tất cả vào mặt em. Dáng rất ngon. Ủa, nhưng mà ý là cái gì khen thật thì phải nói thật. Không, em của chị hôm nay làm chương trình về giọng hát. Em ok giữ bình tĩnh em lại hiểu. Về những vấn đề đấy nhá. Em hiểu. Okay. Nhá. Ok em, anh giúp đỡ em của em. Em làm đúng, em làm đúng. Đẹp không? Đẹp. Dễ thương, xinh xắn. Ngon đấy. Anh mới phải muốn ăn em ta làm sao vậy? Em ơi chị bảo này. Em anh đưa em vào viện được không? Không. Bình tĩnh nhá. Những chuyện này rất tế nhị. Tế nhị nhá. Anh thở cùng em. Ok. Sao là giống đi đẻ quá vậy? Mồm bạn ý trông kiểu rất là... Mồm sao em? Body ngon thì mồm sao? Mồm hả em? Mình nói là miệng được không? Miệng đi. Miệng nhá. Chứ là em thấy là miệng hát có... Là gì? Có gì? Có nhịp điệu em? Có. Không à? Nói chung là mồm có... Miệng em, có... miệng. Mồm há chuẩn. Mồm há là chuẩn. Đúng rồi. Người ta bảo là khẩu hình đẹp. Khẩu hình đẹp đi. Đúng rồi đây. Khẩu hình đẹp. À, khẩu. Theo tôi xét về khẩu hình học, mồm học thì cái mồm vừa rồi là một loại mồm. Mồm há. Không, mồm há linh hoạt. Một loại mồm há linh hoạt. Cái mồm mà hạng thương gia là sao? Mồm hạng thương gia. Ê, cái mồm hạng phổ thông là mồm gì? Đúng rồi, để nói luôn á. À, mồm hạng phổ thông, phổ thông là hạng như anh Đức. Đức ơi, sao yêu thương nhau lắm mà Đức? Nắm tay cho cố vô, tin cho cố vô, đẩy một phát. Một số câu giống như là vả vào mồm em phải Đức. Trời ơi, heo binh cho giữ vô, tay nắm chặt tay, làm nhân chứng. Mà chúng ta phải phân tích nha, được đổi trả hay là giá rẻ? Đổi trả. Phổ thông linh hoạt nha. Anh Đức là một chiều đi không có chiều về. Ít ra mồm tôi chưa delay lần nào. Ủa cái mồm delay là sao Đức? Có nghĩa là nói ra rồi phải rút lời lại là bị vạ miệng đó anh. Đúng rồi. Mồm em nói ra chỉ có chuẩn. Cái này giống như là em đang giả về mặt bản thân của em. Mồm em chưa bị delay. Phổ thông linh hoạt. Hòa nó đi đâu nó cũng quay về mồm. Không, nhưng mà ngon, ý là... À, ngon nữa. Ngon lại ngon, à quên. Ý là... Hòa. Em đã có một nơi đi, trốn đi về em, rồi. Không, ý em là ngon là tức là ý em là một dạng
Mời 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 Eric, mời Eric, mời Eric. Không phải em, được rồi, đủ đủ rồi. Tiếc đi, dạ ngon con. Mời Eric, mời Eric. À, em đi rồi. Em đã mất lượt. Nói đi cưng, nói đi. Nói đi cưng.